Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới đây đã xác nhận, bảng A vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2025 sẽ được tổ chức trên sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Vòng loại diễn ra từ 21 tháng 9 đến 29 tháng 9 năm 2024. 10 đội đứng nhất bảng cùng với 5 đội đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Trung Quốc góp mặt ở vòng chung kết. Trước đó, ngày 13 tháng 6, Liên đoàn bóng đá châu Á tiến hành bốc thăm thi đấu vòng loại U20 châu Á 2025. Kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 Việt Nam rơi vào bảng A cùng 4 đội gồm Syria, Bangladesh, Bhutan và Guam. Ngoài đội Syria được đánh giá mạnh, các đội còn lại đều dưới tầm U20 Việt Nam. Nhiệm vụ của U20 Việt Nam là có vé đi vòng chung kết vào năm tới tại Trung Quốc. Theo lịch thi đấu, AFC vừa công bố lịch thi đấu của bảng A, với lợi thế sân nhà, tuyển U20 Việt Nam thi đấu 4 trận đều vào lúc 19 giờ. Mở màn là trận đấu với Bhutan vào ngày 23 tháng 9.